I wasn't recording. Now I am. I looked at a guy. Here you go, have a basket. Sorry. Thanh với Daniel đang ở Salamanca Market. Thì cái chợ này chỉ có mở vào thứ bảy thôi. Vì vậy là hai tụi Thanh phải sắp xếp nguyên một cuộc hành trình sao cho ngày thứ bảy rảnh để mà đi cái chợ này. Và có một điều khá là đặc biệt là chợ này bán rất là nhiều đặc sản của Tasmania, ví dụ như là lavender hay là mật ong. Nãy giờ Thanh đi thấy cũng khá là hay. Nếu mà các bạn có đến Tasmania thì cũng nên đi tham quan chợ này. It's pretty cold over here, but we're gonna have a nice walk around. It's 4 degrees, lots of things to do, lots of food, lots of gifts, lots of little presents to get people back home, so looking forward to it. So have a present for Tan. Present for Tan, I have to find a present for Tan, but she's got expensive taste, so we'll see. Okay. It goes without saying, but you're my best friend. My second earth, with kisses like a zombie, so warm. I feel you revive, ride with you in sunset lights. Yeah, you're simply butterfly. And banana. I know this one before. My friend made it for me. You remember now? Nice. Okay. Some sauce is very good. Get some corn. It says hot or something. No, I don't feel hot. To be honest, I don't really need to be fit.
To be honest, I've been caught up in the deep end. What you wanted, I've been rolling on a roll, so kinda close though, on the way home. Five bags and she keep tags. Hair style, nails done, but she checking for a waistband. Tired times need faith, man, but she been patient. I've been rolling, downtown stay focused. Cheap smiles get cloud, oh baby, this is showbiz. Dark signs say hopeless, this is life in the lowland. If my girl stick around, then she probably get the short stick. Going through the mud, even if it don't stick. Don't switch, she don't ride till it don't fit. Don't quit, I'ma pay for all my own sins. Through the late night drives, through the motion, through the hotel nights, and I'm homesick. Thinking I could hold this, try balancing it, but my baby she don't fit. Bọn Thanh đang đứng ở phía trước Mona, thì vừa đi xong rồi đó mọi người. Cái cảm nhận của Thanh thì nói chung khó diễn đạt quá. Tại vì khi mà vào Mona, Thanh thấy những cái bức tranh hay những cái mà họ trưng bày khá là u tối, khá là buồn, làm cho mình bị ảnh hưởng tâm trạng của mình luôn á. Thanh cũng không biết nói sao, thì thôi mọi người cứ nếu mà đến đây thì cứ nên đến tham quan để cho biết ha. Còn đó là cảm nhận của Thanh thôi. Yeah, so just finished Mona. Probably took about 2 hours or so, few levels, and pretty dark, pretty moody, like very, you know, very dark and depressing, some of those things, but affect your feeling a bit, yeah, emotion. Affect your emotions, it kind of makes you a bit sad sometimes, you look at those things, but it's good, we experienced it anyway, so you have to come to see Mona, you know, yeah, when you're like in Tasmania. Like you said, it's very famous in the world. Famous, everyone comes from around the world to see Mona, so we have to do it. Yeah. We did it, and now... Deep in the shadow, I know. To put one foot in front of the other, so far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to try to find a way, dare to fall to find our words to say. No more hate, just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and mind. Stand up beside me, don't you. Yes, I did. I've read. Yeah, tell them all about it again. this is Richmond, blah blah blah. Yeah. Tại vì hai đứa mọi người bấm cái nút để mà quay video rồi, nhưng mà sau cái là bị cuộc gọi vô, cái thành ra là mất hết, bây giờ phải làm lại. Thì hiện tại là bọn Thanh đang ở Richmond Town. Một cái town nhỏ của Tasmania thôi, tại vì nó có cái Richmond Bridge ấy. Mọi người nói rất là nổi tiếng bởi vì là hai bọn Thanh cố gắng để mà đi đến đây tham quan coi như thế nào. Thì cảm nghĩ của Thanh so far về chỗ này thì rất là dễ thương, rất là nice luôn. Và bọn Thanh đang ngồi ăn trưa ở đây, mọi người có thể thấy là ngồi ăn trưa ngoài trời. Cái không khí nó rất là ấm cúng, mùa thu vàng lá đẹp gì nọ. Để anh quay cho mọi người coi. Mùa thu nè, vàng lá đẹp, rồi mọi người ngồi ở ngoài sân vườn rồi ăn uống với nhau những cái món nướng, món nóng á, nên thành ra làm cho không khí nó ấm cúng vô cùng luôn. Thành thích lắm. What do you think about here so far? Nice little town, quiet, nice food, beautiful leaves. Stop it. The guy, my friend, he said to me in Hobart 3 years ago, everything finished. Quite, yeah, 5 o'clock. Yeah, he said five o'clock. Now it's more busy and better. Now it's 6 o'clock. He was saying that. My God.
Thank you.